X-51 Story mến chào quý thính giả. Chiến thuật kỵ binh là một loại chiến thuật quân sự của lực lượng kỵ binh với tính năng cơ động cao, tác chiến nhanh. Đây là lực lượng cơ động trong chiến tranh trên bộ suốt thời gian dài trong lịch sử chiến tranh, trước khi có sự xuất hiện và thay thế của các phương tiện cơ giới hiện đại. Các chiến thuật kỵ binh không đơn thuần là chiến thuật có tính năng của riêng lực lượng kỵ binh, như trường hợp chiến thuật xe ngựa. Các chiến thuật là sự tổng hòa của nhiều chiến thuật khác nhau tạo thành. Chiến thuật kỵ binh bắn cung kiểu Panther, vừa chạy vừa bắn, có thể sử dụng đơn trong trận chiến, nhưng có thể sử dụng kết hợp vừa chạy vừa bắn với chiến thuật giả vờ rút lui, dẫn dụ quân đối phương vào điểm chọn sẵn để đánh chiến thuật phục kích, có thể do bộ binh giải quyết, về sau vai trò đón đánh trong trận phục kích thường là pháo binh. Kỵ binh như thế sử dụng với vai trò phụ trong khi bộ binh và pháo binh là lực lượng chính nghiền nát quân đối phương. Kỵ binh có thể sử dụng chiến thuật đột kích sâu vào đội hình hay hậu phương quân thủ để thực hiện một cuộc tấn công vào một mục tiêu chiến thuật, sau đó rút lui. Việc sử dụng kỵ binh để đánh du kích trên tiền tuyến hay đánh quấy rối hậu phương cũng vô cùng hiệu quả vì kỵ binh có thể chạy rất nhanh khi thấy có dấu hiệu quân địch tăng cường đến. Các trường hợp đánh nghi binh sử dụng kỵ binh sẽ cơ động hơn. Khi lừa được quân đối phương có thể dẫn kỵ binh tiếp tục đánh nghi binh liên tục ở điểm khác. Khi quy mô chiến tranh càng lớn, với sự sử dụng quân số lớn, lên đến hàng ngàn thậm chí hàng chục ngàn trong một trận đánh, kỵ binh không chỉ tác chiến đơn độc, nhu cầu tổ chức chiến đấu cùng lực lượng khác, bộ, pháo và đội hình khiến tính chiến thuật được nhấn mạnh. Kỵ binh chú trọng hơn tính cơ động và chiến đấu theo lực lượng kết hợp. Kỵ binh do ưu điểm cơ động, thường được sử dụng đánh tập hậu sau lưng quân đối phương trong trận chiến, hoặc đánh tạt sườn bên cánh trái hoặc cánh phải quân đối phương để phá vỡ hoặc dồn ép đội hình bộ binh quân thù. Như thế, chiến thuật kỵ binh liên quan không chỉ là chiến thuật riêng biệt của kỵ binh như chiến thuật xe ngựa bởi tính năng phương tiện, sóng biển theo tính năng đội hình, hay vừa chạy vừa bắn bởi tính năng cơ động, mà chiến thuật kỵ binh còn liên quan sự kết hợp nhiều chiến thuật khác, sử dụng những chiến thuật chung trong quân sự mà bất kỳ loại quân nào cũng có thể tác chiến như bộ binh và pháo binh. Có một lối đánh kỵ binh với việc sử dụng thanh kiếm và cây thương để chống lại tượng binh. Kỵ binh khi tấn công sẽ di chuyển thật nhanh, dùng kiếm hay thương đâm vào chân voi để gây đau đớn, không còn có thể kiểm soát và voi sẽ lật người quản tượng rồi điên tiết chạy đi. Các đội kỵ binh nhẹ thì sử dụng cung tên để bắn vào chân voi. Lối đánh này được xem là có nguồn gốc từ Ấn Độ, tuy nhiên, liệu lối đánh này có phải là kỹ năng chung của kỵ binh hay chỉ là hành động trong tình huống chiến đấu cụ thể vẫn chưa rõ. Kỵ binh Macedonia hay còn gọi là Heteroi là đội quân hùng mạnh bậc nhất thế giới cổ đại. Quân đội Macedonia hay quân đội của Macedon ở đây được hiểu là đội quân của vương quốc Macedon cổ đại. Nó được coi là một trong những lực lượng quân sự mạnh nhất của thế giới cổ đại, đặc biệt giai đoạn dưới sự lãnh đạo của vua Philippos II của Macedonia và sau đó con trai ông Alexandros Đại Đế. Các phát kiến mới nhất về vũ khí được áp dụng trong quân đội cùng với chiến thuật, cùng với sự kết hợp duy nhất của quân đội dưới sự chỉ huy của Philippos II, đã dẫn đến những chiến thắng hình thành nên một đế chế lớn. Bằng việc quy định nghề lính trở thành nghề nghiệp chính, Philippos đã có thể rèn luyện những người lính của mình thường xuyên, đảm bảo sự đoàn kết trong hàng ngũ của mình chỉ trong một thời gian ngắn, dẫn đến hình thành một đội quân mà Hy Lạp và châu Á chưa bao giờ gặp. Nếu nghĩ Macedonia chỉ có bộ binh phalanh, bộ binh đội hình phương trận là mạnh nhất thì các bạn đã đánh giá quá thấp lực lượng khinh kỵ mạnh mẽ và quy củ bậc nhất thế giới. Heteroi có nghĩa là chiến hữu kỵ binh, là tên gọi lực lượng kỵ binh chủ chốt trong quân đội Macedonia và được đánh giá là lực lượng kỵ binh mạnh mẽ thành công nhất trong thế giới cổ đại dưới sự lãnh đạo của vua Philippos II và sau đó là con trai ông Alexandros Đại Đế. Ngoài ra, Alexandros cũng sử dụng kỵ binh như một lực lượng trợ chiến cho bộ binh phalanh, phương trận, vốn chậm chạp, dù là chiến thuật nào kỵ binh Heteroi cũng hoàn thành xuất sắc. Và biến Alexandros Đại Đế thành một vị tướng đánh đâu thắng đó. Mười mấy năm thân chinh cầm quân chưa một lần thất bại, ông qua đời vì bệnh số rét hoặc thương hàn. Vũ khí của kỵ binh Heteroi Macedonia bao gồm Siston, một loại giáo nặng có chiều dài hơn 3 mét, Kopi, một loại gươm ngắn và nhẹ, mũ trụ, áo giáp bằng đồng và giáp vai bằng da hoặc bằng kim loại, giáp bảo vệ cho ngựa ở phần ngực và đầu. Bằng việc coi nghề lính là một nghề chính thống, có hệ thống trường đào tạo và luyện tập rất bài bản, Alexandros Đại Đế đã tạo ra cho mình một lực lượng kỵ binh hoàn hảo. Kỵ binh Heteroi luôn chú trọng phát triển những ưu điểm của mình và không quên khắc phục những nhược điểm vốn có. Kỵ binh Heteroi luôn rất thành công với chiến thuật đánh thọc sườn chớp nhoáng gây rối loạn đội hình chiến thuật đối phương sau đó là rút lui an toàn. Lực lượng kỵ binh Heteroi luôn được chú trọng phát triển do những ưu điểm của nó, thuận tiện ứng dụng chiến thuật trong cả hành quân cơ động chớp nhoáng lẫn gây rối loạn cho đội hình chiến thuật của đối phương. Chiến thuật này do người Macedonia sao chép từ người Thrace, vốn được phát huy từ người Scythia. Mặc dù vậy,
Dường như Alexandros đã rất thận trọng với việc sử dụng kỵ binh Hetairoi chống lại bộ binh, như theo sách của Arian viết về cuộc chiến chống lại người Mali, một bộ tộc Ấn Độ mà Alexandros phải đối mặt sau trận Hydaspes. Theo đó, Alexandros đã không mạo hiểm dùng kỵ binh Hetairoi tấn công thẳng vào đội hình bộ binh dày đặc của người Mali, mà thay vào đó, quấy nhiễu bên cánh của họ, chờ cho lực lượng bộ binh của mình đến nơi tấn công công phá. Lực lượng kỵ binh Hetairoi theo Alexandros đến châu Á có khoảng 1.800 người. Thông thường, họ được nố trí bên cánh phải, vị trí được coi là vinh quang trong quân đội Hy Lạp, nơi đội quân xuất sắc nhất có vinh dự này, và thường thực hiện các quyết định cơ động tấn công trong các trận chiến dưới sự chỉ huy trực tiếp của Alexandros Đại Đế. Một trong những điều khiến nhiều người tò mò chính là vì sao các tướng quân hay quân lính ít khi giết chết ngựa của đối phương trên chiến trường. Ngay cả nhà thơ Đỗ Phủ nổi tiếng thời Đường cũng nhắc đến vấn đề này trong cuốn Tiền Xuất Tắc, rằng xạ nhân tiên xạ mã cầm tặc tiên cầm vương, nghĩa là muốn bắn người trước tiên bắn ngựa, muốn bắt giặc trước tiên phải bắt vua. Câu thơ trên với ngụ ý muốn bắt giặc phải bắt tướng đầu tiên. Binh pháp lại có câu, chủ soái nhất tử, quân tâm đại loạn, bất công tự phá, nghĩa là, tướng soái chết, lòng quân rối loạn, không đánh cũng tự thua. Tướng là mục tiêu cuối cùng công kích giữa hai bên. Sự an toàn của tướng là nhân tố quyết định của những bàn cờ. Tướng còn đó, vẫn còn tranh đấu mãi. Mục tiêu cuối cùng của tất cả là làm chết tướng. Vì tướng chết là chấm dứt một cuộc cờ. Tuy nhiên, ngựa của đối phương chưa bao giờ trở thành mục tiêu giết hại của những tướng sĩ trên chiến trường. Theo Sohu, trong thời cổ đại, vũ khí được sử dụng nhiều nhất trên chiến trường là giáo, kiếm, cung tên do thời kỳ đó chưa phát minh ra thuốc súng. Trong đó, cung tên là loại vũ khí tấn công tầm xa quan trọng nhất. Hơn nữa, vào thời kỳ đó, ngựa có vị trí vô cùng quan trọng trong đội kỵ binh. Thậm chí, có nhiều nước còn tuyển chọn nuôi những giống ngựa tốt nhất chỉ để phục vụ cho việc chiến đấu trên chiến trường với quân địch. Xe ngựa thời kỳ đó được ví như cỗ xe tăng trong các trận chiến hiện đại của thế kỷ 20. Theo lý mà nói, muốn giành phần thắng về mình và muốn bị thiệt hại ít nhất, chỉ cần tấn công ngựa của kẻ địch. Như vậy, đội kỵ binh của kẻ địch sẽ tan rã, sức mạnh quân sự của đối phương cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, sau khi một trận chiến kết thúc, tỷ lệ sống sót của ngựa là cao nhất. Đằng sau việc này có ba lý do vô cùng quan trọng mà ít ai biết. Thứ nhất, ở trên chiến trường, ngựa không dễ bắn chút nào. Đối với những con ngựa chiến thời phong kiến, chúng được bảo hộ bởi một loại áo giáp đặc biệt. Đây cũng là loại áo giáp mà các tướng cầm quân thường mặc trên chiến trường. Loại áo giáp này có tác dụng giúp bảo vệ cơ thể ngựa tránh khỏi cung tên, giáo mát. Hơn nữa, các cung thủ cũng không dễ bắn trúng ngựa của kẻ thù do có khoảng cách xa. Đặc biệt, một con ngựa được trang bị áo giáp lại càng khó bắn trúng đích. Lý do thứ hai là ngựa không dễ chết chỉ sau một mũi tên. Điều này không có nghĩa là ngựa không chết mà là do những con ngựa chiến vốn rất khỏe mạnh, nếu chỉ bắn một mũi tên thì khó có thể giết chết. Hơn nữa, ngựa đã được huấn luyện nghiêm ngặt, lực sát thương của một mũi tên không lớn. Thay vì bắn cung tên vào ngựa thì thường những tướng sĩ trên chiến trường sẽ bắn tên vào kẻ địch. Thứ ba, ngựa chiến thời kỳ đó rất đắt tiền. Thời cổ đại, có hai loại gia súc không được phép ăn đó chính là trâu và ngựa chiến. Ngựa chiến của quân đội là tài sản quý hiếm đồng thời cũng là chiến lợi phẩm có giá trị nhất trong chiến tranh. Giá trị của ngựa chiến là điều hiển nhiên không thể bàn cãi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ngựa sẽ không bị tấn công trong chiến tranh, chỉ là các cung thủ hiếm khi tấn công ngựa. Hầu hết các binh lính khi cận chiến đều trực tiếp chặt chân ngựa bởi đây là vị trí không có áo giáp bảo vệ. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.